Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với bản tin. Thưa quý vị, phố Wall tiếp tục có phiên giao dịch tăng điểm trong phiên 14 tháng 7 vừa qua. Dẫn đà tăng là nhóm năng lượng. Đây là đà tăng điểm mạnh mẽ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm đến nay. Giá dầu tăng nhẹ sau những phiên giảm giá đã giúp nhóm năng lượng tăng điểm, duy trì sắc xanh trên phố Wall. Đây là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của chứng khoán Mỹ. Tôi cho rằng điều này phản ánh tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư. Ngành bán lẻ quý vừa qua kinh doanh yếu hơn dự báo. Điều này giúp các nhà đầu tư đặt niềm tin lớn và khả năng lùi thời hạn tăng lãi suất. Tăng điểm mạnh nhất trên S&P 500 là Micron Technology sau thông tin một tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc mua lại hãng sản xuất chip này với giá 23 tỷ đô la. Cổ phiếu Twitter tăng điểm sau khi có thông tin mạng xã hội này sắp được mua lại, nhưng đã tăng chậm lại khi Twitter xác nhận không có thương vụ nào. Các ngân hàng lớn của Mỹ đang trong mùa báo cáo doanh thu, các giảm chi phí đã giúp JP Morgan Chase tăng lợi nhuận. Ngược lại, các giảm chi phí lại không giúp tăng lợi nhuận cho Wells Fargo. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á tiếp tục một phiên giao dịch trái chiều hôm nay, 15 tháng 7. Chỉ số Shanghai tiếp tục giảm sâu, bất chấp số liệu tăng trưởng GDP quý 2 của Trung Quốc vượt kỳ vọng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 7, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 0,4%, chỉ số AS 200 của Úc tăng hơn 1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,66%, riêng chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm hơn 3%. Chỉ số Shanghai tiếp tục giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp, lùi sâu khỏi mức 4.000 điểm được xem là ngưỡng tâm lý. Nhóm chứng khoán mất điểm mạnh nhất với Everbright Securities giảm 9%, CITIC Securities giảm gần 4%, thị trường Hồng Kông mất 0,4%, trong khi thị trường Thâm Quyến mất 4%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng điểm lên mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 7. Nối dài chuỗi tăng sang ngày thứ ba liên tiếp, nhóm tiêu dùng điện tử tăng điểm mạnh nhất với nhà sản xuất máy ảnh Olympus tăng 1,8%, Nintendo tăng 2,5%. Chỉ số AS 200 của Úc tăng điểm lên mức cao nhất kể từ 3 tuần qua, vượt qua ngưỡng tâm lý 5.600 điểm, bất chấp niềm tin tiêu dùng trong tháng 7 giảm 3,2%. Cổ phiếu của Mao Gibson tăng 10% sau thông tin sản lượng quặng sắt bán ra đạt 5,8 triệu tấn trong năm tài chính 2015 và đang tiếp tục cắt giảm chi phí. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng điểm lên mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 7, bất chấp số liệu kinh tế suy yếu, với xuất khẩu trong tháng 6 giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước, còn nhập khẩu thì giảm 13,6%. Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng tăng điểm với cổ phiếu của công ty xây dựng và thiết kế Hyundai tăng 3,6%, còn Samsung Engineering tăng gần 2%. Được dự báo là sẽ tiếp tục tăng sau khi tăng mạnh hồi tháng 5. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 6 lại giảm đi đôi chút. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng điều này không đáng lo ngại khi mà người Mỹ bắt đầu đi vay tiêu dùng nhiều hơn. Doanh số bán lẻ gần nhất giảm 0,3% trong tháng 6, mức yếu nhất được ghi nhận từ tháng 2. Người Mỹ dường như vẫn còn khá dè chừng trong việc chi tiêu mặc dù thị trường việc làm tăng trưởng mạnh mẽ. Bằng chứng là các mức chi tiêu cho mua sắm và ăn uống bên ngoài cũng giảm hồi tháng rồi. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng một tháng suy giảm không phải là xu hướng bởi người Mỹ đang vay nhiều hơn. Các khoản vay bao gồm vay tiêu dùng và thẻ tín dụng tăng 6,5% hồi tháng 5 so với một năm trước đó. Đó có thể là những dấu hiệu cho thấy doanh số tăng vọt trở lại trong nửa năm sau. Các chuyên gia kinh tế thường xem xét kỹ các báo cáo doanh số bán lẻ bởi đó là số liệu cho thấy người Mỹ tự nguyện chi tiêu mỗi tháng là bao nhiêu. Thưa quý vị, Nga đã cấm nhập khẩu nông sản từ phương Tây sau khi phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế. Các mặt hàng thực phẩm tại Nga đã có lúc hiếm hàng nhưng giờ thì thị trường lại có nguồn cung mới từ các nông dân địa phương. Nga cấm nhập khẩu nông sản châu Âu sau khi châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga vì khủng hoảng Ukraine. Từ đó, nông dân trồng dâu ở Nga đã trở thành những người được lợi bất đắc dĩ từ những xung đột giữa Nga và phương Tây. Các cửa hàng bán nông sản địa phương ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở khắp mọi nơi. Các cơ sở sản xuất đã xây dựng nhà kính. Chỉ trong một năm hơn, chúng tôi đã phát triển từ 4 đến 8 cơ sở phân phối. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn phàn nàn rằng nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Các quan chức Nga cho biết lệnh cấm vẫn sẽ được tiếp tục cho đến khi phương Tây gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Do vậy, nông dân Nga vẫn sẽ nhìn thấy người dân đứng xếp hàng chờ mua nông sản địa phương. Thưa quý vị, vụ bê bối tham nhũng tại công ty dầu khí quốc doanh Petrobras đã gây một tiếng vang xấu cho chính trường Brazil khi hơn 40 chính trị gia bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc này. Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát nước này đang tiến hành hàng chục điều tra đối với những người bị tình nghi. Liên quan đến vụ tham nhũng tại công ty dầu khí quốc doanh Petrobras của Brazil, cảnh sát nước này đang thực hiện hàng loạt cuộc điều tra và vây bắt các nhà lập pháp bị tình nghi có liên quan.
53 cuộc điều tra được tiến hành chỉ trong ngày 14 tháng 7 với mục đích ngăn chặn các đối tượng liên quan phá hủy hoặc loại bỏ các bằng chứng. Cảnh sát không cung cấp tên của những người đang bị điều tra, nhưng khẳng định các hoạt động đã được lệnh của tòa án, vốn là cơ quan cao nhất có thể yêu cầu tiến hành điều tra hình sự đối với các chính trị gia đang hoạt động. Theo truyền thông Brazil, thượng nghị sĩ Ciro Nogueira, Fernando Bezerra và nghị sĩ Fernando Collor de Mello, người từng là cựu tổng thống, là những cái tên có trong đợt vây bắt hôm thứ Ba vừa qua. Nhằm giúp người dân Haiti thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất, một nhóm doanh nhân đã tạo ra chiếc đèn năng lượng mặt trời Soulay, tuy nhỏ gọn nhưng vô cùng hữu ích. Hiện có khá nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới đang chìm trong bóng tối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều đó đã thôi thúc một nhóm doanh nhân tại Chile thiết kế ra chiếc đèn năng lượng mặt trời. Tuy nhỏ gọn nhưng có thể mang lại ánh sáng cho người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là người dân Haiti. Người dùng có thể gắn chiếc đèn này lên nắp chai nước suối hoặc đeo nó như một món đồ trang sức để đọc sách, đi cắm trại, làm vườn hoặc dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra thiết bị này có thể dùng cho xe đạp. Chiếc đèn này sạc trực tiếp từ nguồn năng lượng mặt trời và sau 8 tiếng sạc, đèn Soulay có thể sử dụng trong 50 giờ, tỏa sáng với bán kính 2,5 mét. Như vậy, đèn Soulay đã giúp giảm thiệt hại môi trường so với các loại đèn dầu hoặc nến, vì mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết do bị phỏng từ các loại đèn trên. Chiếc đèn ra đời vào đúng dịp UNESCO chọn năm 2015 là năm ánh sáng quốc tế. Năm 2015 được chọn là năm ánh sáng và chúng tôi cũng muốn đóng góp một cái gì đó cho những người đang sống trong bóng tối, giúp họ tiếp cận được nguồn lợi tự nhiên và năng lượng tái tạo. Hiện các nhà sáng chế ra thiết bị này đang hợp tác với America Solidaria, một tổ chức phi lợi nhuận để xây 5 giếng nước tại một thị trấn ở Haiti. Quốc gia được xem là nghèo nhất châu Mỹ vừa trải qua trận động đất kinh hoàng ngày 12 tháng 1 năm 2010. Dự án tên Wash sẽ cung cấp nước uống cho khoảng 3.500 người dân, giúp họ thoát khỏi đại dịch tả tại các vùng nông thôn. Riêng đèn Soulay sẽ cung cấp ánh sáng cho các thác nước. Để hiện thực hóa các dự án trên, nhóm Soulay sẽ tiến hành quyên góp thông qua tổ chức Indiegogo để sản xuất ra 500 chiếc đèn đầu tiên. Chúng tôi đang kêu gọi sự tham gia của America Solidaria vào dự án xây dựng các giếng nước uống ở Haiti. Tại Putin, chúng tôi xây 5 giếng nước, phục vụ nhu cầu nước uống cho khoảng 3.500 người dân. Ngoài ra, nhóm chế tạo cũng muốn mang những chiếc đèn này đến trường để các em có thêm thời gian học tập. Lắp đèn từ nhà cũng nằm trong kế hoạch sắp tới của dự án xã hội này. Theo Indiegogo, chỉ trong vòng 29 ngày kể từ ngày phát động, dự án đã quyên góp được 21.139 đô la Mỹ, vượt so với dự kiến ban đầu là 20.000 đô la Mỹ. Chỉ với 85 đô la Mỹ, người dùng trên Indiegogo có thể mua chiếc đèn Soulay cho riêng họ và tặng một chiếc cho người dân tại Haiti. Dự kiến những chiếc đèn năng lượng này sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 4 năm 2016. Thưa quý vị, các công ty châu Âu trong đó có Shell, Eni và Peugeot đã bắt đầu tiến hành thảo luận với các quan chức Iran về khả năng hợp tác sau khi các biện pháp trừng phạt được nới lỏng, cùng với việc đạt được thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân với nhóm nước P5+1. Triển vọng là nền kinh tế lớn tại Trung Đông đang quay trở lại thị trường. Iran chắc chắn sẽ mang dầu vào thị trường, có nghĩa là giá dầu sẽ tiếp tục giảm xuống nữa, cho nên chúng ta sẽ không phải đối mặt với nguy cơ lạm phát. Chúng ta chắc chắn sẽ chi tiêu nhiều hơn và Fed có thể không có lý do để tăng lãi suất. Điều đó có nghĩa là nguồn tiền dồi dào, năng lượng giá rẻ, kinh tế toàn cầu đều phát triển theo hướng tích cực. Nhiều chuyên gia dự báo cho đến giữa năm sau, xuất khẩu dầu mỏ của Iran vào thị trường thế giới sẽ bắt đầu tăng. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng xếp hàng vào thị trường ngay cả khi dầu chưa bắt đầu chảy. Thương mại giữa Iran với EU dự kiến có thể đạt mức 30 tỷ euro một năm trong vòng 3 năm tới. Chắc chắn họ sẽ tiêu nhiều tiền hơn khi GDP tăng trưởng, xuất khẩu dầu tăng, nhập khẩu thuốc men và các mặt hàng công nghiệp tăng. Một số người lo lắng họ sẽ sử dụng tiền có được để tài trợ khủng bố, nhưng điều đó theo tôi sẽ không xảy ra, với một trong những mục tiêu của Tổng thống Iran là có được sự tôn trọng của thế giới. Từ trước đến nay, Iran vẫn luôn bị coi là vấn đề tại Trung Đông. Giờ đây, chúng tôi đã thấy được giải pháp. Mặc dù là cần thời gian để hàng triệu thùng dầu đổ ra thị trường mỗi ngày, nhưng đây là một tương lai tốt để nền kinh tế Iran sớm thoát khỏi cảnh thắt lưng buộc bụng. Đây cũng là điều mà các nhà đầu tư tin tưởng.